Xin chào các anh chị, hôm nay con điện tử Thái Bình Dương xin hướng dẫn các anh chị sử dụng cân điện tử CT100 với chức năng là inbuilt . Với mẫu cân này thì cân sẽ giúp chúng ta tính được hành tiền và inbuilt một cách nhanh chóng và hiệu quả . Đầu tiên để sử dụng cân, ta sẽ điều chỉnh các chân đế sao cho các chân nằm vững trên mặt phẳng . Tiếp theo, chúng ta sẽ bật công tắc nguồn của cân ở phía dưới bên trái của con này . Sau đó ta nhấn giữ phím on off đây để mở nguồn . Con kêu lên cái tiếp và bắt đầu khởi động . Đợi cân trở về không và ta bắt đầu sử dụng . Cân sẽ gồm có màn hình trước và màn hình sau . Mỗi màn hình đều có các thông tin như là trọng lượng chừa bì, trọng lượng hàng, đơn giá và hành tiền cho chúng ta đây . Bên đây là cái phím chức năng . Để sử dụng cân, đầu tiên ta sẽ cho mặt hàng lên cân . Sau đó ta sẽ nhấn mã sản phẩm mà ta đã nạp từ trước ra. Ví dụ ở đây ta gọi mã số 1 . Ta nhấn số 1 và nhấn BLU. Thì tên sản phẩm sẽ hiện ở đây . Với đơn giá là 40.000 và hành tiền sẽ là 28.200 . Nếu khách hàng chỉ lấy một sản phẩm, ta chỉ cần nhấn Win để bắt đầu in . Thì lúc này bill sẽ được in ra cho chúng ta đây . Với đầy đủ các thông tin . Gồm tên cửa hàng, tên sản phẩm, trọng lượng và đơn giá hành tiền cho chúng ta đây . Trong trường hợp khách hàng lấy nhiều hơn một sản phẩm, chúng ta có thể cộng dồn nhiều sản phẩm lại với nhau. Để thực hiện, đầu tiên ta sẽ cho sản phẩm đầu tiên lên cân . Sau đó ta cũng gọi mã sản phẩm ra, ta nhấn mã sản phẩm và nhấn BLU . Sau đó ta nhấn phím V1 đây . Tiếp tục ta cho sản phẩm thứ hai lên cân . Và tiếp tục gọi mã sản phẩm thứ hai ra. Sau đó ta nhấn phím V1 tiếp . Thì lúc này cân đã cộng dồn cho ta hai sản phẩm . Để xem lại, ta nhấn phím V1 này . Đây sẽ là số lượng sản phẩm chúng ta cộng dồn là 2 . Và đây sẽ là tổng hành tiền của hai sản phẩm . Trong trường hợp khách hàng đưa tiền cho chúng ta muốn hóa tiền lại cho khách hàng, chúng ta hãy nhập số tiền của khách hàng đưa vào bằng cách nhấn phím Pay đây . Chúng ta sẽ nhập số tiền khách hàng vào bằng cách nhập các phím số ở đây . Ví dụ khách hàng đưa 70.000, ta sẽ nhập vào 70 . Đây . Sau đó nhấn phím in để bắt đầu in . Cân sẽ in ra cho chúng ta đây . Với đầy đủ cái thông tin kèm theo số tiền khách hàng đưa và số tiền chúng ta sẽ hối lại . Tiếp theo, trong trường hợp khách hàng chọn rồi nhưng mà khách hàng muốn bỏ, đổi ý không muốn lấy nữa, chúng ta phải xóa mặt hàng đi . Để thực hiện, đầu tiên chúng ta sẽ cộng dồn nhiều sản phẩm lại . Ví dụ đây . Đây là sẽ cộng dồn 3 sản phẩm lại . Đây . Để xem lại, chúng ta sẽ nhấn phím 11 đây . Số mặt hàng của chúng ta sẽ là 3 đây . Chúng ta sẽ sử dụng phím void và phím x đây . Chúng ta sẽ di chuyển qua lại để chọn 1, 2, 3 sản phẩm mà chúng ta đã chọn trước đó . Ta sẽ di chuyển đến sản phẩm mà chúng ta muốn xóa đi . Sau đó là nhấn phím delete đây . Ví dụ đây ta sẽ xóa sản phẩm số 3 đi . Ta nhấn phím delete. Sau đó ta nhấn phím back để trở lại . Thì tổng số tiền còn lại của chúng ta sẽ là 99.000 đây . Sau đó chúng ta nhấn phím pay để nhập số tiền khách hàng đưa vào . Sau đó nhấn in để bắt đầu in . Thì bill sẽ in ra cho chúng ta với đầy đủ cái thông tin . Kèm với một sản phẩm đã được xóa đi . Cùng với tiền khách hàng đưa và số tiền phải hối lại . Trong trường hợp anh chị muốn trừ bì một mặt hàng nào đó, chúng ta có thể cho mặt hàng thứ nhất lên cân . Để trừ bì đi, ta nhấn phím T đây . Thì cân nó sẽ trừ bì mặt hàng đó đi . Sau đó ta cho mặt hàng thứ hai lên cân . Ta chỉ cần nhập mã hàng vào, thì lúc này cân nó chỉ tính thành tiền cho chúng ta bằng trọng lượng mà ta đã để lên sau thôi . Để in, ta nhấn nút Win để bắt đầu in . Dạ, khi ta lấy hai mặt hàng xuống thì cân nó sẽ âm đi trọng lượng mà ta đã bì trước đó. Để bỏ bì, ta nhấn T một lần nữa . Cân nó sẽ trở về không và ta tiếp tục cân những mặt hàng khác. Để thay đổi đơn giá của chúng ta, chúng ta có thể nhập trực tiếp đơn giá mới vào bằng cách gọi mã hàng ra. Đây ta sẽ gọi mã hàng số 1 ra. Đơn giá chúng ta sẽ là 40.000, ta muốn thay đổi thành 30.000 thì ta sẽ nhập
trực tiếp đè lên. Sau đó ta thực hiện tương tự như những các bước trước để in, ta bắt đầu in thì lúc này đơn giá mới chúng ta nhập vào sẽ được in ra đây ạ. Đó chỉ là đơn giá tạm thời, đơn giá mặc định của cân vẫn được lưu đây ạ. Chúng ta chỉ có thể thay đổi khi chúng ta sử dụng phần mềm để thay đổi trên máy tính ạ. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video ạ.